Hello xin chào mọi người, lại là Lê Bóng review phim đây. Hôm nay Bóng sẽ lên cho các bạn bộ phim siêu cực hay, bộ phim xin phép được bắt đầu. Cặp đôi này đang ngồi ăn tối chém gió cưa cẩm nhau. Đột nhiên cô nàng trở lên trong suốt khiến chính cô cũng phải hoảng hốt vì không biết chuyện gì đang xảy ra. Còn anh chàng cũng khá sốc khi mình có thể kéo dài cánh tay như tân tứ hoàng hải tặc não cao su. Vài ngày trước đó, nhà vật lý học tên là Nick đã phát hiện ra một đám mây năng lượng đang tiến gần đến trái đất. Anh cùng với bạn thân Ben phát hiện và thuyết trình cho thằng bạn thời còn cởi chuồng nghịch chim của mình là Victor. Hiện tại anh ta đang làm giám đốc điều hành của một công ty hàng không vũ trụ. Theo nghiên cứu của Nick thì nguồn năng lượng ngoài vũ trụ kia sẽ làm bộ gen của con người biến đổi. Ban đầu Victor không hào hứng nhưng nghe đến khả năng chữa được bệnh liệt dương và tăng kích cỡ củ khoai thì anh ta liền gật đầu đồng ý. Lúc này, bạn gái cũ của Nick là Surin bước vào khiến anh bối rối. Sau lúc yêu mình nó như con ma mà giờ đây trông ngon đáo để vậy. Do là thư ký của Victor nên cô cũng muốn tham gia phi vụ lần này nhận thấy tiềm năng của dự án nên Victor đã đòi chia mình ăn bốn còn Nick Khan một. Vì gói mì hảo hảo cuối cùng trong bếp cũng đã hết nên nam chính không còn cách nào khác buộc phải đồng ý. Sau đó ba người vào thang máy đi về. Lúc này Surin mới đề nghị cho thằng em trai mình là Johnny lái phi thuyền. Đội trưởng mẹo thời trẻ châu rất đam mê tốc độ và hay dẫn các em gái đi hai mà về ba sớm hôm sau mọi người chuẩn bị đồ nghề cho chuyến du hành không gian của mình. Johnny có màn trò hỏi theo phong cách hài hước nhưng chỉ có mình cậu ta thấy vậy chứ người cục xúc như Ben lại thấy muốn đấm. Còn cô nàng Surin thì quá bốc lửa khiến con chim sơn ca của Nick trào cờ liên tục mấy giờ liền. Họ nhanh chóng có mặt tại trạm không gian để chuẩn bị nghiên cứu đám mây năng lượng. Theo tính toán của Nam Chính thì đám mây sẽ đi qua quỹ đạo trái đất trong 9 tiếng nữa. Vì vậy, Johnny thành thơi mặc quần áo bảo hộ cho bé ra bên ngoài không gian lấy mẫu thí nghiệm. Đột nhiên, Nick phát hiện đám mây bay nhanh hơn dự kiến nên chỉ 9 phút nữa là va chạm. Anh vội vàng kêu Victor để đảm bảo an toàn nên cho dừng thí nghiệm lại. Sau đó anh báo cho thằng bạn thân quay vào bên trong gấp. Ben quay lại chỉ kịp nói câu lịch vệ rồi nhanh chân nhảy về hướng trạm vũ trụ. Không ngờ Victor sợ chết liền đóng màng bảo vệ lại. Surin thấy vậy liền chửi thằng hèn rồi bỏ đi hỗ trợ mọi người. Bên này Ben vừa vào đến cửa thì cơn bão cũng ập đến. Lớp vỏ của trạm vũ trụ không chịu nổi trước sức mạnh của cơn bão nên đã bị xuyên qua. Cả bốn người Nick, Surin cùng Johnny và Ben phải hứng trọn tia năng lượng của cơn bão. Vì là nhân vật chính và có bề trên che trở nên cả nhóm đã an toàn về được trái đất. Còn Victor bên này thì bị các cổ đông chỉ trích đe dọa giúp vốn vì nghiên cứu đã thất bại. Mà Johnny bên kia thì không chú ý đến cây đo nhiệt độ của mình đang tăng cao đột biến mà hí hửng dù em gái mưa đang làm y tá đi trượt tuyết xã giao. Chính tốc độ cao lúc trượt đã khiến siêu năng lực hệ hỏa trong người anh bộc phát. Anh hoảng hốt khi thấy cơ thể mình bốc cháy rồi mất kiểm soát ngã cắm đầu vào tuyết. Em gái mưa đến thì thấy cái lò hư hỏng tự nhiên chảy nước khi thấy cực phẩm trần như mắt nhớ... <laughs> Lúc này Victor xoay gương thấy mặt mình có một vết thương kỳ lạ. Anh ta khá lo lắng vì nó sẽ làm ảnh hưởng đến cuộc hẹn hò với người đẹp Surin. Nhưng Victor cũng không cần lo lắng quá vì cô ấy đã được thằng bạn đích hớt tay mất rồi. Khi ấy Surin đang ngồi ăn uống vui vẻ với Nick còn Victor ngồi mòn cả đít quần vẫn không thấy nàng đâu. Tuy nhiên vì là trai tốt nên Nick nói chuyện khá nhạt và vô duyên. Em ăn cơm chưa? Em có thích ăn rau rền chấm mắm tôm không? Surin lúc này có hơi nóng nhưng đột nhiên cô lại trở nên vô hình. Hoảng quá cô không may làm rơi một chai rượu nhưng Nick đã kịp thời chụp được. Cả hai còn chưa hiểu cái quần què gì đang diễn ra thì Johnny với phong cách mát mẻ tìm đến. Khi ấy họ mới nhận ra chính đám mây năng lượng kia đã biến đổi ADN của mọi người. Họ lập tức đến tìm Ben nhưng lúc này anh đang tỏ ra đau đớn quằn quại. Các chỉ số sinh tồn của anh đều ở mức báo động đỏ ba người muốn vào trong nhưng bấm mật mã mãi mà không được victor liền nhảy số dùng cánh tay co giãn của mình luồn qua khe cửa rồi từ từ với chốt mở cửa ra siêu năng lực này chắc nhiều anh em ao ước lắm đây đến khi vào được bên trong thì cả phòng tan hoang còn ben đã chạy sâu vào trong rừng mất hút lúc này cơ thể của anh ấy đã biến thành một người đá khổng lồ anh gọi điện báo cho vợ biết chuyện này hứa tưởng vợ sẽ là người chia sẻ cùng ta lúc khó khăn nhất ai ngờ vẫn thấy ben giống như một con quái vật cô ta liền hoảng sợ bỏ chạy thụt cả quần sáng hôm sau anh ngồi lên thành cầu để thả tâm sự vào dòng nước. Tưởng có con chim bồ câu làm bạn nhưng cái con mất dạy này lại biến anh thành nhà vệ sinh công cộng rồi bay đi mất. Loại này mà ở Việt Nam thì đang bơi trong nồi cháo rồi. Khi ấy có một chàng trai trẻ bước đến định quyên sinh. Bên muốn quyên bảo nhưng anh ta lại sợ quá chật tay ngã xuống đường. Anh liền nhảy xuống dùng cơ thể của mình cản lại chiếc xe đầu kéo đang lao đến. Thế là tạo ra một chuỗi tai nạn liên hoàn trên cầu. Cảnh sát nhanh chóng có mặt ở hiện trường để cứu hộ và giải tán đám đông hiếu kỳ nhóm người của nick cũng chạy đến nhưng bị chặn lại nam chính liền bảo surin tàng hình rồi lảnh qua đám đông nhưng muốn trong suốt hoàn toàn thì phải cởi hết đồ ra nên các anh em xung quanh khá chăm chú dõi theo bên bên này tài xế đang bị kẹt ra ngoài cảnh sát thấy anh tưởng là quái vật nên rút súng ra tấn công khiến anh phải bỏ chạy còn johnny phát hiện bình ga đang dò dỉ liền lao đến chắn cho cô bé thoát khỏi vụ nổ khủng khiếp surin thì dùng năng lực của mình tạo ra một lớp lá chắn cản ngọn lửa đang lao đến áp lực của vụ nổ quá lớn khiến một chiếc xe cứu hỏa mất lái trượt ra ngoài thành cầu bé lập tức lao đến dùng sức để kéo chiếc xe lại, người lính không bám vào được nữa nên rơi xuống dưới. May mắn Nick đã kịp thời dùng khả năng co giãn của mình tóm lấy anh ta. Anh chàng người đá bên trên cũng đã kéo được chiếc xe lên thành công cứu được cả người lẫn phương tiện. Người dân xung quanh liền vũ tay hoan hô vì hành động dũng cảm của cả nhóm. Bên kia Victor cũng đang xem tin tức về nhóm của Nick. Sau đó anh ta nhận được tin sau đó là các cổ đông đã quyết định rút vốn khỏi công ty. Lúc này Victor tức giận chửi Nick, tại sao chúng nó lại có siêu năng lực còn mình thì không. Trong khi đó, nhóm của Nick lại được chào đón nồng nhiệt và trở thành anh hùng trong mắt của người dân. Nam chính dẫn mọi người lên phòng thí nghiệm để tìm cách đưa bọn họ trở lại làm người bình thường. Tối đó, Victor tìm đến chỗ của Surin ngỏ ý muốn mời nàng về ở chung với mình cho tiện xã giao. Nhưng Nick xuất hiện nói giờ mình muốn khoai to cỡ nào cũng được, lấy gì mà bạn đấu được với mình mà mò đến đây làm phiền người khác. Victor cay giái đến cấp độ 7 lên bỏ vào thang máy đi về. Khi ấy, anh ta phát hiện bàn tay của mình đang có sự biến đổi. Hôm sau, Nick dùng thiết bị của công nghệ cao để tìm hiểu sự đột biến trong cơ thể mọi người. Siêu âm cho Ben thì phát hiện lục phủ ngũ tạng của anh ta đã biến thành đá hết rồi. Thật tiếc cho bà vợ khi không biết rằng chỗ ấy của chồng lúc nào cũng cứng. Phải dùng đến búa đinh tác động vào khớp chân của anh người đá thì nó mới phản xạ. Surin ngoài khả năng tàng hình ra thì cô còn có thể tạo ra một lớp từ trường bao quanh một vật thể. Còn đối với Johnny thì cậu ta có thể tạo ra một nguồn nhiệt lên đến 4.000 độ. Nếu đạt đỉnh thì ngang với nhiệt độ của bề mặt mặt trời. Nhưng Nick phải ngay lập tức hạ nhiệt thằng em rể nếu không cả nhóm bị nó nướng mọi. Vì sức mạnh này đến quá đột ngột nên mọi người vẫn chưa hoàn toàn điều khiển được nó. Điều này khiến họ có chút lo lắng trong lòng. Mà lúc này Victor phát hiện cơ thể của mình đang biến đổi thành một chất còn cứng hơn cả titan hay kim cương. Bác sĩ muốn ngăn cản sự đột biến này lại nhưng chưa kịp làm gì đã được Victor tiễn về gặp tổ tiên mất rồi. Nịt mợ giờ thì mày chết với tao rồi thằng Nick cao su kia. Bên này Nick nói cho mọi người biết anh sẽ chế tạo một cỗ máy giúp cơ thể bọn họ trở về bình thường. Vì vậy cả nhóm phải ở yên trong phòng không được mò ra ngoài nghịch ngợm trước khi anh hoàn thành cỗ máy. Khi ấy anh cũng phát minh ra bộ đồng phục chịu được sức mạnh của từng người. Lúc này Victor phát hiện khả năng mới của mình có thể hút được dòng điện. Người đầu tiên mà anh ta thử hàng chính là lão cổ đông đã kêu gọi giúp vốn. Rất nhanh vị cổ đông đã bị tia từ điện khoét một cái lỗ trên người. Khi ở Ý Johnny ngồi xem chương trình biểu diễn mô tô bay liền cảm thấy hướng ái, cậu lập tức lấy ô tô để mò ra ngoài hóng mát đang đợi đèn đỏ thì bị một thanh niên mùm lông đeo kính dâm hơn lão xếp tôi gạ kèo đua xe. Nhưng Johnny chơi bẩn đốt luôn bốn bánh xe của đối phương rồi phi thân đến buổi biểu diễn mô tô. Anh thể hiện trình độ bay lắc các kiểu con đà điểu trên không những ngọn lửa bất ngờ xuất hiện khiến Johnny ngã cắm đầu xuống đất. May mà được ông bà đỡ còng cả lưng nên vẫn còn sống nhân răng. Đã vậy còn lên truyền hình chém gió và bị ba người ở nhà nhìn thấy. Họ nhanh chóng đến hỏi thăm sức khỏe của cậu em phá phách. Bên cục xúc biến chiếc xe của dân ý thành quả bóng khiến cậu ta nổi nóng ném một ngọn lửa vào đầu mình thế là hai anh em xông vào trao rồi võ công với nhau như cờ rớt may được surin ngăn lại không thì gây to rồi tối đó ben tức giận nên đã bỏ đến quán rượu giải sầu, ai ngờ vừa ngồi thì cái ghế cũng gãy tan nát khiến mọi người xung quanh cười hớn hở đang tính đi đường quyền vào mặt chúng nó thì bất ngờ có một cô gái mù đến sờ soạn cơ thể của ben và đây cũng chính là lần gặp tạo lên duyên phận giữa hai người Victor muốn trả thù Nick nên nghĩ cách ly gián nhóm của nam chính để dễ bể tiêu diệt. Hắn ta chọn anh chàng cục xúc người đá là mục tiêu đầu tiên. Bên khi ấy đang thảnh thơi ngồi thưởng thức cà phê phân trồn thì Victor tìm đến. Hắn biết anh chàng to con này là một người có tâm hồn mong manh dễ vỡ. Chỉ cần một cơn gió thoáng qua cũng đủ giật mình nên đã kích động anh. Nói rằng Nick chỉ quan tâm các cùng cung với cô bạn gái nóng bỏng chứ người như Ben chỉ là kẻ thừa thái. Hôm sau Ben thấy Nick và Surin quấn quýt bên nhau làm anh thấy lời nói của Victor là đúng hai bạn mới chơi bập bênh hay sao mà vui quá nhỉ, đâu có chúng tôi mới ăn tối về. Ben tức giận nói đi ăn hay là đi lếu lều lêu nhau rồi đẩy ngã Nick. Nam chính liền dùng năng lực co giãn như ba con sói để khống chế người bạn khi Ben đã lấy lại được bình tĩnh thì thích mới thả anh ta ra. Anh chàng người đá quê độ không nói lời nào liền tức giận bỏ đi. Lúc này Nick đã chế tạo thành công cỗ máy anh bắt đầu khởi động nó và dùng mình để làm thử nghiệm. Surin lo lắng hồi hộp chờ đợi kết quả thấy Nick bước từ trong ra, tưởng đã thành công ai ngờ mặt của người yêu lại từ từ chảy xệ con người anh thì chảy xệ ngã xuống đất. Victor thông qua camera giám sát liền đoán được cỗ máy thiếu năng lượng hoạt động, do đó hắn đã gọi Ben đến phòng thí nghiệm và bắt đầu diễn thuyết như mấy thằng đa cấp. Anh muốn trở lại làm người bình thường thì hãy đến với tôi, bởi vì chỉ có một người vừa tay giỏi vừa đẹp trai như tôi mới đủ khả năng giúp anh làm việc đó. Ben không nghi ngờ gì liền bước vào bên trong cỗ máy với hy vọng sẽ được vợ yêu trở lại. Victor bắt đầu khởi động cỗ máy, thấy thiếu năng lượng hắn liền chọc tay vào tiếp thêm và tiện thể hút luôn sức mạnh của Ben. Anh chàng tin người thấy mình bình thường trở lại niềm vui như đêm 30 Tết, nhưng khi nghe Victor nói cảm ơn vì đã cho hắn sức mạnh thì Ben mới nhận ra mình đã bị lừa. Nhưng chưa kịp làm gì thì đã bị hắn thẳng tay đi đường quyền vào ảnh đại diện. Nick quay về phòng thí nghiệm nên đã nhìn thấy chuyện này và anh cũng bị hắn ta dùng tia tử điện tấn công. Mặc dù né được nhưng anh vẫn bị đánh cho bay ra ngoài. Nick cố bám vào tường nhưng tay nó cứ bị giãn ra vì đã mất sự đàn hồi. Thế này thì con chim sơn ca còn làm ăn được gì nữa? Victor nhanh chóng bắt Nick đi. Thấy bản mặt của mình xấu quá nên hắn đã đeo mặt nạ vào cho ngầu lòi. Lúc này hắn đang cho tấn nam chính bằng cách biến anh thành một khối băng. Mặc dù vậy, Nick vẫn cầm cự hát bài mùa đông không lạnh. Victor còn vác khẩu dốc kết một giờ ra ngắm bắn vào tòa nhà mà hai chị em Surin đang ở đó. Johnny cảm thấy nguy hiểm liền nhảy xuống rồi bay đi để cho tên lửa đuổi theo mình. Bay muốn ỉ chảy ra quần mà quả tên lửa vẫn còn bám theo ngay sát đít. Thế là anh đành bay ra ngoài biển rồi phóng hỏa vào con tàu để cho nó đánh vào đó. Cùng lúc này Surin tàng hình lẻn và tháo khóa cho Nick nhưng lại bị Victor phát hiện. Không nhiều lời cô liền tấn công trước và kết quả là bị hắn dùng điện giật cho tung cánh bướm dối gian mặc dù tiếp tục sử dụng chiêu tàng hình nhưng vẫn không thể qua mặt được đối phương hắn tưởng mọi chuyện đã ngon lành cành đào thì đột nhiên ben người đá xuất hiện tặng hắn một đấm vỡ ngay alo ben đang xin lỗi người bạn thân thì căn phòng bỗng mất điện victor lao đến đẩy anh chàng người đá bay ra ngoài cả hai rơi xuống một chiếc xe rác nhưng vẫn nhiệt tình đấm nhau làm hỏng hết xe của người ta hắn ném ben ra một góc rồi tấn công những người xung quanh cảnh sát gần đó vội nổ súng nhưng chẳng khác nào mũi đốt inox kể cả ben có đáp thẳng chiếc xe vào người hắn thì hắn vẫn chẳng làm sao cả đã vậy anh còn bị hắn đánh cho cày sấp mặt trên đường đúng lúc này ba người còn lại cũng xuất hiện kịp thời giải nguy cho ben giờ có đủ bộ tứ sư đẳng rồi thì còn sợ bố con thằng nào nữa victor thấy vậy liền hút hết nguồn điện xung quanh vào người hắn dùng tia tử điện đánh bay johnny qua một góc surin thì tạo một lá chắn để ngăn cản đòn tấn công bách tóm lấy một cái thùng rác ném vào đầu đối phương rồi nhanh chân biến thành một tấm vải lớn quấn lấy hắn johnny bay xung quanh dùng hỏa thần nướng mọi victor còn surin dùng lá chắn để bảo vệ cho đám đông hiếu kỳ xung quanh lúc này cơ thể của tên độc ác đã biến thành một khối kim loại nóng chảy ben thấy bạn nóng quá liền dùng nước tắm cho nó mát mẻ kết quả là victor bị biến thành một bức tượng kim loại sau đó không hiểu vì lý do gì hắn ta đã bị mấy bà đồng nát của việt nam thâu lại với giá rẻ như cho cuối phim cả nhóm quyết định giữ lại sức mạnh để trở thành các siêu anh hùng bảo vệ trái đất ai nấy cũng đều hạnh phúc bên người bình thường và anh chàng cuộc xúc ben cũng tìm được cái lò hư hỏng mới cho mình Phim đến đây là kết thúc. Cảm ơn mọi người đã đón xem. Nhớ đăng ký kênh để có những thông báo về video mới nhất nhé. Bye bye mọi người.